Đó thì tôi sẽ đi mở cái trang index này lên. Ở đây thì tôi sẽ có các folder như CSS, form, image, JS thì tôi sẽ copy các file này và tôi sẽ bỏ vô cái project của tôi. Đó, thì ở trong này tôi có cái folder là asset này thì tôi sẽ tạo ra một cái folder là nữa là folder user. Tôi đi vô finish rồi tôi sẽ bỏ mấy cái file CSS, form, image thì tôi sẽ để vô cái folder user này. Còn nếu mà sau này nếu mà các bạn muốn tạo ra một cái template cho cái trang admin thì ở trong này các bạn tương tự thì các bạn cũng tạo một cái folder là admin và các bạn cũng bỏ cái folder các file CSS cho cái folder admin đó. Đó rồi cái folder common đó, cái folder decorator này thì các bạn cũng tạo ra một cái file là template admin vân vân. Đó thì các bạn cũng làm tương tự như cái mấy cái tôi đã làm cho cái template user này. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ đi copy mấy cái thẻ tôi sẽ đi copy mấy thì tôi sẽ đi mở cái trang index lên và tôi sẽ đi copy mấy cái thẻ như là mấy cái thẻ link này cho tôi sẽ để đây rồi mấy cái phần này mấy cái phần header này thì tôi sẽ bỏ đi, footer này tôi sẽ bỏ đi. Rồi ở trong cái phần comment này thì tôi sẽ tạo ra một cái folder là user. Rồi trong folder user này thì tôi sẽ tạo ra một cái file là header.jp. Trong cái file header.jp này thì tôi sẽ chứa cái mục cái phần menu header này. Rồi, mấy cái thẻ này thì tôi không cần, tôi sẽ xóa đi. Tiếp theo thì tôi tương tự thì tôi cũng đi input cái file tạp tiếp.jp do để mà tôi có thể sử dụng được các file thư viện của nó. Rồi, tiếp theo thì tôi cũng đi copy mấy cái phần header cho. Đây đây tôi có cái thẻ header như vậy. Sẽ copy cái phần này vô. Đó thì tôi sẽ có cái phần header thì tôi sẽ để trong này. Và tiếp theo thì tôi sẽ tạo ra một cái trang footer.jp. Finish thì cái phần này tôi cũng xóa đi. Rồi tiếp tục thì tôi cũng đi copy cái phần footer rồi thì đây là cái phần đi có cái class là section footer như vậy thì nó cũng đơn giản thôi. Đó. Thì tôi cũng copy cái input file tạp viết cho gp do để mà tôi có thể sử dụng nó khi cần thiết. Rồi tôi cho save. Ở trong này thì ở trong cái trang HTML thì tôi có cái href là bằng CSS duyệt bootstrap trong CSS như vậy, nhưng mà ở trong cái thằng project của thằng kênh MVC này thì tôi để nó ở trong cái folder là asset. Đó thì tôi để cái file bootstrap rồi thay trong CSS thì tôi để ở trong cái folder này thì tôi phải chỉnh lại cái đường dẫn cho nó thì nó mới sử dụng được. Thì ở đây thì tôi sẽ khai báo lại cái đường dẫn như sau. Tôi sẽ sử dụng cái thẻ C. Thẻ C ở trong cái thư viện là CSTL Shitcore này. Tôi sẽ khai báo cái thẻ C. Tôi đã khai báo cái thẻ static có cái prefix là bằng C như vậy. Thì tôi sẽ khai báo lại là C. 2 chấm. Rồi URL. Rồi. Và new. Là bằng. Kép rồi set cho cái folder là asset rồi set rồi chỗ này thì thêm là dấu và bên ngoài này thì tôi sẽ cho nó một cái thẻ nóng vô cho nó. Cái này tôi cũng thêm cho nó cái
Thế, đóng rồi. Đó, thì nó hết báo lỗi rồi. Tương tự thì tôi cũng copy cái thẻ xe value này xuống. Cái này thêm vô cái lấy đơn và thêm cái thẻ đóng rồi. Cái này tôi cũng thêm cho nó cái tôi mới chép cho nó. Tôi xẹt như vậy để cho nó khỏi báo lỗi. Và thì ở trong cái file file index.html này tôi còn sử dụng thêm hai cái file script này nữa, thì tôi sẽ copy luôn và tôi sẽ paste vào dưới này. Và tương tự thì tôi cũng cần sử dụng cái thẻ C này, thì tôi cũng copy xuống. Đó, thì tôi cũng thêm cho nó cái dấu nháy đơn rồi dấu đóng như vậy. Các bạn nhớ thêm cho nó cái dấu nháy đơn rồi dấu đóng như vậy. Tại vì cái dấu đóng này là của cái thẻ C này. Đó, rồi tôi đi cho save. Rồi thì bây giờ thì tôi sẽ ở trong cái trang template user này thì tôi sẽ đi input hai cái file là header.jp và footer.jp này rồi. Đó, thì tôi sẽ có cái thẻ phần trăm a còng input. Rồi, tiếp tục thì tôi có cái thẻ là file. Thì tôi cũng cho nó là vô cái folder là xuyệt comment. Rồi vô cái file là header.zip. Tương tự thì tôi có bên dưới cái phần DLC body này thì tôi cũng có input cho cái file là footer.zip. Đó, tôi sẽ input nó rồi để mà tôi sử dụng được. Đó, bây giờ thì tôi sẽ compiler lại code và tôi tải nó lên thử. Rồi, bây giờ tôi sẽ run nó lại. Nó lại báo là comment header.jp nó fail. Tôi sẽ đi kiểm tra lại. Nó còn vô cái folder user này nữa thì tôi thêm vô. Tôi thiếu mất cái folder set user này. Đó. Rồi như sai. Rồi tôi sẽ compile lại code. Rồi tôi sẽ đi refresh lại thì vậy. Đó thì bây giờ cái trang của nó ra như vậy, nhưng mà ba cái phần CSS rất thì nó chưa hiểu. CSS rồi JavaScript có lẽ là do cái này tôi đã sai một chỗ nào đó, tôi sẽ đi kiểm tra đã. Thì tôi sai là bởi vì ở trong cái file config Departure7S thì tôi còn thiếu một cái config cho nó nữa, thì tôi cần phải thêm cho nó một cái config MVC thì suộc mapping như vậy. Tôi sẽ thêm cho nó một cái thẻ MVC thì suộc mapping. Thì cái mapping này thì tôi sẽ chọn vô cái folder là asset như vậy và chuyển sao như vậy, và location là tới cái mapping thì tôi sẽ cho là chuyển asset, tức là nó tương đương với cái này, tương đương với cái này. Rồi cái location là sẽ chuyển vô cái folder asset như vậy. Đó thì tôi phải khai báo thêm một cái thẻ như vậy thì nó mới hiểu được. Rồi bây giờ tôi sẽ đi compile lại code. Rồi, tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Vẫn chưa hiểu. Đây, để tôi sẽ xóa lại cái file. Tôi sẽ xóa cái file qua này đi và tôi sẽ build lại cho chắc ăn.
Tôi sẽ lần này đổi Z. Thì nó vẫn chưa hiểu mấy cái file GF thì tôi sẽ đi kiểm tra thử. Tôi sẽ add ở bên trên này thì nó đã hiểu thấy cái đường dẫn là bootstrap rồi .cs rồi ta.cs rồi, mà tôi không biết thì tại sao nó chưa có hiểu. Tôi sẽ đi xem lại thử. Nó sai là bởi vì ở chỗ asset này thì tôi bên trong nó thì tôi có cái folder user nữa, là tôi lại thiếu mất cái chỗ đấy. Tôi sẽ thêm cho nó là user nữa. Rồi ở cái phần JS thì tôi cũng tương tự thì tôi cũng thêm cho nó set user như vậy. Đó. Rồi tôi sẽ biên dịch lại code. Rồi tôi sẽ đi test lại cha. Đó, bây giờ thì nó đã ra được cái phần header và phần tôi cho tôi như vậy. Tiếp theo thì tôi sẽ đi làm cái phần body. Thì cái phần body thì tôi sẽ copy và tôi paste vô cái trang home.jp này. Tôi sẽ đi copy code tiếp tục thì tôi sẽ đi copy ở cái phần phần body rồi. Thì tôi có một cái thẻ section product như vậy. Tôi sẽ copy hết code ở trong này. Bên trên này thì tôi còn có cái thẻ section banner, tôi cũng copy hết code ở trong cái thẻ này rồi. Đó thì tôi sẽ click cho cái biểu tượng dấu cộng dấu trừ này để tôi thu nhỏ mấy cái này lại và tôi sẽ dễ dàng copy hơn. Đó, tôi sẽ copy code như vậy và tôi sẽ paste vào cái trang này. Rồi tiếp tục thì trong cái file home.jp này thì tôi cũng cần input cho cái file tạp nip.jp để mà tôi sử dụng các thư viện của nó, thì tôi sẽ copy bên này qua. Mình sẽ paste vào trên này. Đó, thì ở trong cái file home.jp này thì nó có mấy cái file image, thì nó có rất là nhiều cái file image thì tôi cần phải sửa lại cái đường dẫn cho nó. Tại vì cái file image thì bây giờ thì tôi để trong cái folder là asset, folder user, folder image như vậy. Nó với cái image mà chẳng hạn như vậy thì tôi sẽ cần phải sửa lại. Thì chẳng hạn như tôi sẽ copy, tôi sẽ file đi, xuống lấy file. Đó, nếu mà tôi sẽ thay thế cho nó là bằng, bắt đầu là bằng thẻ C. Và chấm set URL. Rồi. Và new các bạn. Đó, và new thì sẽ bằng set asset set user rồi set image. Đó thì tôi sẽ delay nó lại. Đó thì tôi sẽ delay tiếp. Rồi, view này luôn. Vì tôi có rất là nhiều hình nên là tôi sẽ dùng lệnh file và delay cho nó nhanh.
thì tôi đã thay thế được cái đường dẫn của nó là bằng như vậy. Ngoài ra thì tôi cần phải thêm cho nó cái thẻ nóng ở quấy đó. Tôi sẽ cho nó dấu nhích kép và cho nó thêm cái thẻ nóng như vậy. Thì tôi sẽ search đi, tôi sẽ search những cái đuôi hình bằng .jp rồi tôi sẽ thay thế cho nó bằng cái thẻ nóng. À, cái này tôi sẽ hình này thì này à, cái công ty này rồi file vì này file vì này file vì này vì này file tiếp vì này rồi file tiếp vì này các bạn cũng làm tương tự. Rồi, nó đã thay thế xong rồi. Tôi đi cho xây. À, bây giờ tôi sẽ đi compile lại code và deploy ạ. Rồi, nó đã đi xong. Bây giờ tôi sẽ deploy nó lại. Chọn run app và nó sẽ vào. Chọn finish. Đó thì nó đã ra được cái giao diện mà template cho tôi như vậy. Đó. Đó thì đây là cái trang home của tôi. Thì hiện giờ thì tôi mới dựng lên cái template thôi, còn ba cái phần mà connect với database và chúng ta sẽ đổ dữ liệu thật lên thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở các video tiếp theo. Đó thì tôi đã hướng dẫn được các bạn xong được một cái template dựng một cái template ở trong thằng WinMC sử dụng cái thư viện CMS Decorator. Ngoài ra thì nó còn có một cái có thể dựng là cái thằng APT tile để mà dựng nên template cho cái website, nhưng mà nhược điểm của thằng APT tile này nó bắt buộc phải có internet, kết nối với internet thì nó mới mới sử dụng được. Thì xài cái thằng CMS Decorator thì nó hay hơn, thì nó không cần phải bắt buộc phải có internet thì nó mới sử dụng được. Ngoài ra thì nếu mà các bạn nào mà muốn coi thêm các video hướng dẫn thì hãy vô cái đăng ký cái kênh YouTube của tôi là Mẫn Ngố ở đây, và các bạn nào mà muốn có học về các khoa học về Vinh Liên Quốc, VPC vân vân thì các bạn phải vô đây. Rồi ở đây thì còn có các khoa học về sử dụng Bootstrap jQuery để làm ra một cái layout phông nền. Thì cái layout template này của tôi thì nó chỉ là cái phông nền thôi, còn nếu mà các bạn muốn làm được mấy cái chức năng ở backend thì các bạn cần phải học các ngôn ngữ như là Java này, Java web thì các bạn có thể phải học qua về GP Servernet, rồi các bạn học Ring MVC vân vân thì các bạn sẽ build được các chức năng web ở phía server. Tại vì đây như cái một cái file web sử dụng bằng Bootstrap như vậy thì nó chỉ mới là template, thì nó mới chỉ là cái giao diện tĩnh thôi, và người ta không có support được mấy cái chức năng như là người ta bắt dữ liệu được database, rồi mấy chức năng như là đăng sản phẩm, đăng bài rồi đăng tin vân vân. Thì đó mấy cái chức năng như là như vậy thì cần phải biết về các ngôn ngữ ở phía server như là Java, Java Web chẳng hạn, thì có các phần như là JP Servernet rồi WinMC, thì các bạn nên học những cái phần này thì các bạn mới xây dựng được một cái ứng dụng web hoàn chỉnh đó. Và là cũng có một số cái công nghệ web khác như là ASP.NET MVC chẳng hạn đó, các bạn có thể học các công nghệ đó để mà học cách sử dụng xây dựng web ở phía server. Thì hôm nay tôi đã làm cái video hướng dẫn cho các bạn xây dựng được cái template website ở trong cái thằng WinMC. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.